Chợ dân sinh ở các vùng quê là một trong những hạng mục cần được bảo tồn, đầu tư và xây dựng theo chương trình nông thôn mới quốc gia. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương thì chợ dân sinh không những không được quan tâm, mà đây đang là nơi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, có nơi đang là hiểm họa tai nạn giao thông. Vì vậy, việc xây dựng các chợ dân sinh ở vùng nông thôn từ nguồn ngân sách nhà nước được đưa vào nội dung của nghị quyết số 973 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đây là khu chợ dân sinh thuộc thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Chợ có gần 200 hộ dân, họp cả ngày trên tuyến đường liên xã của xã Ngọc Mỹ. Những mẹt hàng, những quầy hàng được bày tràn lan ra lòng lề đường. Những rác rưởi được các tiểu thương ở đây vứt lung tung bừa bãi. Những ô tô, xe máy hàng ngày vẫn xuôi ngược qua đây, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ở chợ đây thì là đường nó rất chật hẹp, mà hàng quán người ta bày ra ngoài đường. Thế thì là trước hết là lúc khi tan học của các cháu học sinh thì là đi đông quá mà ô tô thì bất lợi, có thể là gây tai nạn. Nếu như chúng tôi kinh doanh ở đây thì nhìn về thực địa thì nó hơi chật so với an toàn giao thông. Nó gây ảnh hưởng với an toàn giao thông. Còn đây là chợ Phú Mỹ, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Chợ này được xây dựng vào năm 2017 bằng vốn ngân sách nhà nước và đưa vào sử dụng được hơn một năm nay. Chợ họp vào các buổi chiều trong ngày, đáp ứng nhu cầu mua bán không chỉ của người dân xã Ngọc Mỹ mà còn là người dân các vùng lân cận như Nghĩa Hương, Liệp Tuyết và Thạch Thán. Vài năm trước, không chỉ Hà Nội mà nhiều địa phương khác trên cả nước đều có chủ trương xã hội hóa việc xây dựng các chợ dân sinh ở các vùng nông thôn. Đây là một điểm nhấn cơ bản của chương trình nông thôn mới quốc gia. Tuy nhiên, sau 5 năm nhìn lại, chủ trương này gần như không thành công. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư vào việc xây dựng chợ dân sinh. Tuy nhiên, nếu làm một bài toán kinh doanh, thì không những doanh nghiệp phải oằn mình trả lãi ngân hàng cho số tiền đầu tư xây dựng, mà ngay cả khi chợ đi vào hoạt động, nhiều chợ chỉ thu đủ tiền phí vệ sinh. Nếu như để mà có xã hội hóa, thì không bao giờ làm được. Thứ nhất là doanh nghiệp người ta bỏ ra vài tỷ, thực ra mấy chục năm làm gì ai người ta dạy gì người ta bỏ ra. Ở khắp các vùng quê Việt Nam, hầu hết các xã đều có chợ dân sinh, nhưng đây là hạng mục gần như chưa được quan tâm đầu tư. Nhiều chợ hôi thối vào ngày nắng và lầy lội vào ngày mưa. Do chủ trương xã hội hóa nên nhiều địa phương có ý trông chờ vào các mạnh thường quân là doanh nghiệp, nhưng doanh nghiệp lại quay lưng lại với việc xây dựng chợ vì đầu tư không mang lại lợi nhuận. Mới đây nhất, theo mục D khoản 10 điều 3 của quyết định quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị quyết số 973 ngày 8 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thì chợ dân sinh cũng là một trong những hạng mục được phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.